Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự 15 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, trong quý 3 và quý 4, tỉnh Lào Cai sẽ thực hiện khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân đối với các cơ quan hành chính nhà nước tại các huyện, thị xã, thành phố. Đối tượng khảo sát là người dân đại diện cho hộ gia đình từ 18 tuổi trở lên. Mỗi huyện, thị xã, thành phố lựa chọn 3 đơn vị xã, phường. Mỗi xã, phường, thị trấn lựa chọn ít nhất 2 thôn, tổ, dân phố để thực hiện khảo sát. Việc đo lường sự hài lòng của người dân được thực hiện qua hai nội dung: sự hài lòng của người dân đối với việc xây dựng, thực hiện chính sách công và cung ứng dịch vụ hành chính công. Qua khảo sát nhằm đánh giá chính xác, khách quan chất lượng phục vụ người dân của các cơ quan hành chính nhà nước ở các địa phương, từ đó có những điều chỉnh bổ sung hoàn thiện, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh vừa tổ chức trao vật liệu hỗ trợ cho thôn Pờ Hồ, xã Thanh Bình, huyện Mường Khương làm đường giao thông nông thôn. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh hỗ trợ 17 tấn xi măng giúp bà con thôn Pờ Hồ làm đường giao thông nội đồng, góp phần tạo thuận lợi trong việc đi lại và vận chuyển các sản phẩm nông nghiệp. Cùng với hỗ trợ xi măng, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh còn phối hợp với địa phương rà soát các tiêu chí, xác định khối lượng công việc cần thực hiện để huy động các nguồn lực giúp đỡ địa phương, triển khai các hoạt động tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân. Hướng tới mục tiêu giảm ít nhất 8,5% tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo chuẩn nghèo đa chiều trong năm nay, nhiều giải pháp đang được huyện Bắc Hà tập trung triển khai thực hiện. Cùng với việc triển khai đầy đủ có hiệu quả các chính sách giảm nghèo thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, các đề án nghị quyết của tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên, huyện Bắc Hà cũng sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội nhằm hỗ trợ người dân kịp thời, quan tâm tạo chuyển biến trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề, phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo được cấp văn bằng chứng chỉ đạt trên 37,8%. Cùng với đó, địa phương cũng đẩy mạnh hoạt động tín dụng ưu đãi gắn với chính sách hỗ trợ đất sản xuất, khuyến công, khuyến nông và chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhân rộng mô hình giảm nghèo hiệu quả. Thưa quý vị, năm nay nắng nóng đến sớm và bất thường khiến nhiệt độ những ngày đầu tháng 4 tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng. Để chủ động phòng chống cháy rừng trong điều kiện diễn biến thời tiết phức tạp như hiện nay, ngành chức năng các địa phương đang quyết liệt triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo vệ tài nguyên rừng và môi trường sinh thái. Duy trì nghiêm các hoạt động tuần tra kiểm soát, phát hành lang bảo vệ rừng và chuẩn bị phương án sẵn sàng ứng phó nếu không may xảy ra sự cố cháy rừng. Đây là những nhiệm vụ đang được ông Phạm Văn Mến cùng những thành viên tổ bảo vệ rừng phường Phan Xipang tiến hành thường xuyên, nhất là trong những ngày nắng nóng như hiện nay. Thảm thực vật ở dưới tán rừng là khô kiệt. Chúng tôi đã phối kết hợp với lại hạt kiểm lâm Sapa. Trước mắt là tuyên truyền vận động nhân dân không vào rừng làm nương rẫy, luôn sẵn sàng túc trực rồi kiểm tra kiểm soát những cái địa bàn trọng yếu. Những ngày cao điểm nắng nóng, hạt kiểm lâm, ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ các địa phương trong tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 giờ tại tất cả các chốt, trạm bảo vệ rừng, những địa bàn trọng điểm nguy cơ xảy ra cháy. Chúng tôi đã tham mưu thành lập các cái tổ, các cái đoàn đi kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất các cái chủ rừng cũng như ủy ban nhân các xã phường về công tác phòng cháy chữa cháy. Thì qua kết quả kiểm tra và có báo cáo đánh giá, chấn chỉnh những cái đơn vị làm chưa tốt và khuyến khích những cái đơn vị đã làm tốt và phát huy những cái mặt tích cực. Hơn 4.500 thành viên của các tổ đội xung kích bảo vệ rừng trong toàn tỉnh cũng đã được tập huấn sẵn sàng ứng phó với các tình huống. Cùng với đó, công tác thông tin dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy, kiểm tra các phương tiện phòng cháy chữa cháy rừng cũng được lực lượng chuyên ngành đặc biệt quan tâm, sẵn sàng chủ động ứng cứu khi xảy ra tình huống. Tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của nhân dân trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt là sử dụng lửa ở bìa rừng rồi ở trong rừng trong những cái ngày nắng gió cấp 4, cấp 5. Thứ hai nữa là phải rà soát các cái công trình phòng cháy, tập trung bố trí thêm các cái biển cảnh báo cháy rừng, các cái biển tin, các cái bảng tin, các cái biển tin về công tác phòng cháy chữa cháy.
dự báo nắng nóng và hành khô sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khiến cho nguy cơ cháy rừng tăng cao. Do vậy, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền, mỗi người dân cần nêu cao ý thức, thực hiện nghiêm quy định về phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ tài nguyên, tạo sinh kế bền vững cho người dân. Sáng nay, mùng 5 tháng 4, tại nhà thi đấu Đa Năng tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo khai mạc giải cờ vua thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lào Cai năm 2024. Giải thu hút 175 vận động viên đến từ 25 đơn vị trường học trong toàn tỉnh tham gia. Thi đấu theo thể thức Thụy Sĩ, chia thành các nội dung theo lứa tuổi tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Giải cờ vua thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lào Cai là giải đấu được tổ chức thường niên, tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh đam mê môn thể thao trí tuệ, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đồng thời thông qua giải lựa chọn những vận động viên năng khiếu để tiếp tục đào tạo, tham gia thi đấu các giải khu vực và toàn quốc. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào nội dung tranh tài với tinh thần thi đấu quyết tâm. Giải cờ vua thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lào Cai diễn ra trong 3 ngày, dự kiến bế mạc và trao giải các nội dung thi đấu vào ngày 7 tháng 4. Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới được huyện Simacai chú trọng nhằm khai thác hiệu quả lợi thế thiên nhiên và bản sắc văn hóa các dân tộc địa phương. Huyện Simacai tập trung phát triển các điểm đến và sản phẩm du lịch, phấn đấu có ít nhất 3 điểm du lịch nông thôn được công nhận gắn với lợi thế nông nghiệp, văn hóa, làng nghề. 50% cơ sở kinh doanh du lịch nông thôn được công nhận đạt chuẩn. Huyện cũng tăng cường các giải pháp nhằm gìn giữ, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa cộng đồng các dân tộc trên địa bàn. Đồng thời thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với trải nghiệm sản phẩm như mận Tả Van, mận địa phương, lê xanh, lê tây nung và các sản phẩm ẩm thực đặc trưng của đồng bào các dân tộc địa phương để thu hút du khách. Công trình cầu Phú Thịnh hiện đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, khối lượng thực hiện đạt 85%, phấn đấu thông xe kỹ thuật vào dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tới. Thời điểm này, nhà thầu đang triển khai lắp đặt vòm thép, dự kiến đến ngày 30 tháng 4 sẽ hợp lòng vòm thép nhịp chính. Việc thi công lắp dựng các đốt vòm thép đòi hỏi độ chính xác cao, đội ngũ công nhân lành nghề và được giám sát bởi các kỹ sư chuyên gia về kết cấu thép. Quá trình lắp đặt các đốt vòm thép đa phần thi công trên cao nên công tác an toàn lao động cũng như theo dõi quá trình thi công được kiểm soát chặt chẽ. Đặc biệt, thiết bị đặc chủng cầu 800T được nhà thầu huy động đến công trường giải quyết bài toán về tiến độ. Song song với thi công ngoài hiện trường, việc sản xuất vòm thép trong xưởng cũng được triển khai khẩn trương và đạt 95% khối lượng, đảm bảo sẵn sàng cho kế hoạch lắp đặt. Thưa quý vị, Tết Thanh Minh là nét đẹp trong văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc ở nhiều địa phương vùng cao Lào Cai. Không chỉ tưởng nhớ người đã khuất, mà đây còn là dịp để giáo dục nhắc nhở con cháu trong gia đình dòng họ nhớ về tổ tiên, cội nguồn. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về phong tục đón Tết Thanh Minh của đồng bào Mông ở huyện vùng cao Simacai. Đón Tết Thanh Minh, các thành viên trong gia đình anh Lý Xeo Trinh dành thời gian đến thăm, phát cỏ dại và đắp lại phần mộ của tổ tiên người thân. Mỗi người cùng thắp nén hương thơm, đặt hoa tưởng nhớ người đã khuất. Hôm nay đại gia đình đã tổ chức thanh minh cho các cụ, cầu cho là các con các cháu nên làm ra, cầu cho một năm sau mà con cháu gia đình luôn luôn hạnh phúc và trong một năm cho các cháu và gia đình luôn luôn mạnh khỏe. Tết thanh minh của người Mông ở Simacai thường được tổ chức vào tháng 2 hoặc tháng 3 âm lịch. Đây là dịp con cháu trong gia đình, dòng họ tụ họp, tưởng nhớ tổ tiên và cầu mong những điều may mắn. Tổ chức thanh minh dòng họ, cầu mong ông bà tổ tiên phù hộ cho dòng họ có một năm mới sức khỏe, làm ăn phát đạt và cầu mong con cháu không ốm đau bệnh tật, gia đình hạnh phúc. Thời gian tảo mộ thường diễn ra từ sáng sớm tới gần trưa. Các nghi thức tâm linh đều do người lớn tuổi đảm nhiệm. Thanh niên thì lo quét dọn, sửa sang, đắp mới cho các ngôi mộ. Với đồng bào nơi đây, Tết Thanh Minh cũng là dịp anh chị em, họ hàng gặp gỡ đông đủ nhất, nhắc nhở nhau về cội nguồn, dòng tộc. Thanh Minh này, phong tục truyền thống tốt đẹp, nét văn hóa của các dân tộc, giúp các ngành tiếp tục tuyên truyền để cho nhân dân các dân tộc tiếp tục giữ gìn và phát huy cái truyền thống tốt đẹp này. Tết Thanh Minh là một trong những ngày lễ quan trọng của năm, luôn được bà con người Mông Simacai gìn giữ, trao truyền, trở thành nét văn hóa đẹp trong đời sống tinh thần, đồng thời thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó tại cộng đồng dân cư. Chuyển sang những thông tin thời sự trong nước.
Lễ hội du lịch Hà Nội năm 2024 với chủ đề Thăng Long Hà Nội, thủ đô quyến rũ sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 28 tháng 4 tại Công viên Thống Nhất. Đây là sự kiện hưởng ứng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024 và kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2024. Lễ hội là hoạt động thường niên kích cầu du lịch được tổ chức có quy mô, khuyến khích người dân và du khách đi du lịch tới các điểm đến hấp dẫn của Hà Nội như phố cổ Hà Nội, làng cổ Đường Lâm, vườn quốc gia Ba Vì, làng gốm Bát Tràng, khu du lịch Sóc Sơn, hồ Quan Sơn, Quốc Oai, hồ Đồng Mô, Sơn Tây. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào tối ngày 26 tháng 4 với nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, trò chơi hấp dẫn. Bộ Y tế vừa ký quyết định công nhận Bệnh viện Nhi Đồng 2 là một trong ba bệnh viện nhi khoa hàng đầu ở thành phố Hồ Chí Minh đủ điều kiện lấy ghép thận, gan từ người hiến sống và từ người hiến chết não. Cùng với công nhận, Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 tăng cường phối hợp với các đơn vị chuyên gia trong và ngoài nước thực hiện việc lấy ghép thận, gan từ người hiến sống và từ người hiến chết não an toàn, đạt kết quả tốt cho người bệnh. Đánh giá kết quả, gửi báo cáo về Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế và Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người sau mỗi ca ghép. Mới đưa vào trồng vài năm gần đây, nhưng cây dâu tây đã khẳng định giá trị kinh tế trên đất Sơn La khi giúp người nông dân có thu nhập tiền tỷ mỗi năm. Toàn tỉnh Sơn La hiện có hơn 400 hectare trồng dâu tây, sản lượng ước đạt trên 3.500 tấn quả tươi, tập trung ở 3 huyện Mộc Châu, Mai Sơn và Yên Châu. Trung bình mỗi hectare dâu tây trừ chi phí, nông dân có lợi nhuận từ 400 đến 500 triệu đồng một vụ. Với định hướng phát triển vùng cây dâu tây gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tạo sản phẩm an toàn, ngành nông nghiệp Sơn La đã tuyên truyền hướng dẫn các hộ chăm sóc theo quy trình Việt Gáp, hữu cơ, gắn với tăng cường quảng bá, mở rộng thị trường, thu hút các doanh nghiệp tham gia tiêu thụ sản phẩm, sơ chế, đóng gói, chế biến sâu quả dâu tây. Chính phủ Phần Lan hôm qua tuyên bố sẽ kéo dài thời gian đóng các cửa khẩu trên biên giới với Nga cho đến khi có thông báo mới, đồng thời bổ sung một số cảng vào danh sách cấm đi lại. Theo Bộ Nội vụ Phần Lan, nước này chưa nhận thấy có sự thay đổi đáng kể trong vấn đề người di cư, do đó việc đóng cửa biên giới với Nga sẽ là dài hạn. Cùng với đó, chính phủ Phần Lan đã quyết định đóng cửa hai cảng dành cho các hoạt động chèo thuyền giải trí ở biển Baltic, cùng một cảng ở một hồ chung biên giới với Nga nhằm tránh tình trạng nhập cư trái phép. Phần Lan đã đóng cửa biên giới trên bộ với Nga vào cuối năm ngoái trong bối cảnh số lượng người nhập cư đến từ các quốc gia như Syria và Somalia tăng. Lệnh đóng cửa biên giới đã được gia hạn một số lần, với lần gần nhất là vào tháng 2 vừa qua. Trong bối cảnh bạo lực vẫn tiếp diễn, chính phủ Haiti đã quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp trên toàn khu vực phía Tây, bao gồm thủ đô Port-au-Prince, thêm một tháng. Cụ thể, tình trạng khẩn cấp sẽ được gia hạn từ ngày 4 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, trong khi thời gian giới nghiêm trên toàn khu vực cũng được kéo dài đến ngày 10 tháng 4 nhằm lập lại trật tự và thực hiện các biện pháp thích hợp để kiểm soát tình hình. Trong thời gian áp dụng tình trạng khẩn cấp, tất cả các cuộc biểu tình trên đường phố đều bị cấm cả ngày lẫn đêm. Cảnh sát được sử dụng mọi biện pháp hợp pháp để thực thi lệnh giới nghiêm và bắt giữ tất cả những người vi phạm. Trong khi đó, tổ chức các quốc gia châu Mỹ tiếp tục kêu gọi các chính trị gia Haiti thúc đẩy kế hoạch bị trì hoãn để thay thế Thủ tướng Ariel Henry bằng một hội đồng chuyển tiếp. Động thái có thể kích hoạt việc triển khai một lực lượng an ninh đa quốc gia đến hỗ trợ quốc gia này. Thác Niagara dọc theo biên giới Canada-Mỹ nằm trên đường đi của Nhật thực toàn phần sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 4 tới. Vì vậy, nhiều người đã lên kế hoạch đặt phòng khách sạn và các dịch vụ để trải nghiệm hiện tượng này tại một trong những kỳ quan thiên nhiên của Bắc Mỹ. Dự kiến sẽ có khoảng 1 triệu du khách tập trung về đây chỉ riêng trong ngày 8 tháng 4 tới. Để ứng phó với tình huống du khách bất ngờ tăng mạnh, chính quyền khu vực thậm chí đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và đưa ra các kế hoạch đảm bảo an ninh cần thiết. Hiện hầu hết khách sạn trong khu vực đều đã kín phòng và có giá cao hơn bình thường. Nhiều phòng khách sạn có giá từ 735 đô la mỗi đêm trở lên. Thậm chí một số phòng có tầm nhìn đẹp ra thác nước còn lên tới khoảng 1.620 đô la Mỹ. Điều kiện lao động đặc thù là nguyên nhân khiến hầu hết người hành nghề xe ôm ở thủ đô Bangkok đều gặp vấn đề sức khỏe. Kết quả khảo sát cho thấy, việc lái xe ôm thường xuyên tiếp xúc với nắng gắt
không khí ô nhiễm và tắc nghẽn giao thông, có nguy cơ dẫn đến các vấn đề sức khỏe gồm bệnh tim mạch, ung thư, tiểu đường, bệnh phổi mãn tính cũng như những vấn đề về mắt và hô hấp. Ngoài ra, trong số 538 lái xe ôm tham gia khảo sát, có gần 57% người hút thuốc lá và hơn 57% người có uống rượu. Từ thực tế trên, Tổ chức Thúc đẩy Y tế Thái Lan đã giới thiệu nhiều dự án nhằm cải thiện sức khỏe và sự an toàn của người hành nghề xe ôm. Kế hoạch đã được thí điểm ở 13 trên 50 quận ở thủ đô Bangkok, gồm chương trình chăm sóc sức khỏe và hội thảo nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe, tiêu chuẩn lái xe an toàn và vấn đề lạm dụng ma túy. Chương trình thời sự 15 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.